Nếu cùng so sánh và lựa chọn giữa bộ ba tiền đạo với Overall 101, những huyền thoại trên hàng công hiện tại thì cụ Kenny Dalglish là một lựa chọn tuyệt vời cho cả mặt hiệu quả cũng như là mặt kinh tế thời điểm hiện tại. Bên cạnh những điểm sức mạnh thì cụ này cũng còn những cái điểm hạn chế nhất định. Mọi người xem cái đoạn intro trước khi bắt đầu cái video review cùng mình nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã đến với video mới của mình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu video này thì mọi người đừng quên ủng hộ mình bằng một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Anh em có thể ấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất nha. Và anh em nào có nhu cầu nạp FC Boy nguồn an toàn, uy tín và giá rẻ thì có thể liên hệ với mình qua cái số Zalo đang có trên màn hình của tất cả mọi người hoặc là bên dưới các phần thông tin mô tả của video này. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ và dành thời gian để theo dõi kênh. Bây giờ thì không mất thời gian của mọi người nữa. Mời mọi người xem cái video của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ trở lại với series review và cụ huyền thoại Kenny Dalglish sẽ là cụ được chọn trong cái video review này. Đây là một phiên bản mà mình đã mua cách đây khoảng hơn một tuần rồi với giá trị là 640 triệu coin cho với cái mức RAM tối đa. Hôm nay thì mình cũng sẽ nâng cái level lên 25 cùng với đó là bộ chỉ số của cụ gồm những chỉ số bay là lên tới 144. Và bộ chỉ số shorting sẽ là 137, chỉ số crippling cũng khá là cao lên tới con số 143. Chỉ số physical ở cái mức cũng khá là ổn định, con số là 103. Thể hình là 1m73 cùng với đó là nặng 73 cân luôn. Cầu thủ này sở hữu bộ chân khá là đặc biệt là bộ chân 5 năm. Cụ huyền thoại của Scotland này thì có thể thi đấu ở những vị trí như là CF cũng như là vị trí CAM nữa. Stamina sẽ là 4.5 cùng với đó skill move sẽ là 4/5 sao. Bên cạnh đó thì Sir Kenny sở hữu lên tới 4 skill ẩn, đó là lối chơi tinh tế, sút xa cũng như là outside footshot. Những cái chỉ số như là team player là kết hợp với đồng đội cũng khá là tốt. Đây là một trong bộ ba tiền đạo với Overall 101 mình so sánh với Eusebio cũng như là Ronaldo de Lima. Thì cụ Sir Kenny Dalglish này cũng sở hữu cái bộ chỉ số rất là ấn tượng. Cuộc red sẽ là 2 và medium và so với giá trị thì chắc chắn rồi, Sir Kenny có giá trị thấp hơn so với hai tiền đạo còn lại. Với giá trị trong cái bài review trong khi mình edit cái video này thì còn đâu đó khoảng chừng 520 triệu coin cho cái phiên bản Overall cao nhất của Sir Kenny thôi. Đó là nhìn qua những chỉ số của cụ Kenny. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với cái phần cài đặt những vị trí mà mình ưu tiên cho cái bài review trên kênh của mình cũng khá là quen thuộc rồi. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những điểm mạnh và điểm yếu của cụ Sir Kenny và chúng ta sẽ xem cái chỉ số sức mạnh của cụ khi thi đấu trong cả chế độ head to head cũng như là về attack sẽ như thế nào. Và ở phần cuối của video thì mình sẽ đưa ra cái phần chấm điểm cho cả ba chế độ. Vì cụ Sir Kenny này mình cũng đã trải qua trong chế độ manager mode cũng một thời gian cũng khá là dài rồi. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ vào với trận đấu head to head, cũng là trận đấu đầu tiên trong cái bài review của Sir Kenny này. Đáng lẽ cái video review về cụ Kenny thì mình cũng đã làm rất là lâu rồi, nhưng mà dạo gần đây có khá là nhiều việc cần phải làm mọi người, không có quá nhiều thời gian để trải nghiệm, cho nên cái bài review này có vẻ hơi delay một tí so với cái thời điểm mà mình mua. Trận đấu này thì mình sẽ gặp với bộ ba tấn công bên trên sẽ là Dembele cũng như là Ronaldo, phiên bản Overall 94 trước đó cũng như là cầu thủ Neymar. Và sau khi vào trận đấu thì mọi người có thể thấy là dáng vấp của Sir Kenny phải nói là giống cái phiên bản ngoài đời thật của cụ đến 100% mọi người. Từ mái tóc cho tới cái hình dáng, cái cách chạy của cầu thủ Kenny này cũng rất rất là đặc biệt mọi người. Đây sẽ là một pha xử lý bóng của Van Basten. Một pha phối hợp rất là nhanh của Sir Kenny và đây đã là bàn thắng dành cho Sir Kenny ngay từ những pha chạm bóng đầu tiên rồi. Quá nhanh mọi người. Và đây là hình ảnh cận cảnh của cụ Sir Kenny Dalglish. Với một cái mái tóc dài, ống ả như thế này có vẻ khá là giống với Van Basten. Đây là một vẻ ngoài mà mình đánh giá cũng khá là đẹp mọi người. Nếu mà anh em yêu thích một cầu thủ có cái lối hình thể cổ điển thì đây là một lựa chọn cũng khá là tốt. Về mặt thể hình thì 1m73 của cụ Sir Kenny thì thấp hơn Eusebio báo đen là 2cm thôi mọi người. Nhưng mà so với cái thể hình khi in-game thì mình cảm giác như là khá là tương đồng. Và đây là pha xử lý của đối thủ không thành công rồi. Vừa rồi là một tình huống mà phải nói là phối hợp cực kỳ ăn ý với cả Van Basten. Bên cạnh những điểm mạnh nổi bật thì vẫn còn một số điểm yếu mà mình đánh giá cái khả năng lùi sâu của Sir Kenny Dalglish này phải nói là cực kỳ sâu luôn mọi người. Nếu anh em chơi với sơ đồ một tiền đạo thì đây là một cái bài toán cực kỳ khó khi có những cái cơ hội, có những pha tấn công thì rất là khó để cụ Sir Kenny Dalglish chọn đúng vị trí trên vị trí trung phong nhỉ. Đây là một phiên bản mà mình vẫn có một cái cảm giác như là đây là một phiên bản CF, là một vị trí tiền đạo ảo, là một số 10 hỗ trợ bên dưới đó mọi người, chứ không phải là một tiền đạo trung phong. Và nếu đã cặp trong sơ đồ hai tiền đạo thì sẽ hoàn hảo hơn so với sức mạnh của cụ cầu thủ Kenny Dalglish này khi đá một tiền đạo. Và đây tiếp tục sẽ là pha cắt bóng của Rory, cơ hội tiếp tục dành cho cầu thủ Fabian Ruiz, cơ hội dành cho Dani Olmo lại không thành công rồi. Đối thủ cũng tỏ vẻ rất là tinh tế trong những pha xử lý bóng của mình mọi người. Đây sẽ là Kenny Dalglish có vẻ như anh bạn chơi chùi bóng rất là nhiều.
Hầu như trong những tình huống mình có bóng trước vòng cấm thì đối thủ chủ động chùi bóng rất là nhanh mọi người. Liên tiếp là những tình huống chùi bóng thôi, thật sự rất là nguy hiểm. Đây là một cái lối chơi mà mang tới cái hiệu quả không tốt cũng như là sẽ mang tới rất là nhiều thẻ trong cái đội hình này. Tiếp tục là những pha chùi bóng liên tiếp và đây sẽ là cơ hội dành cho Dembele. Không vượt qua được Cucurella. Không biết là anh em đang xem video này có đang sử dụng Cucurella phiên bản mà Euro đó hay là không. Mình đang khá là ấn tượng với sức mạnh của Cucurella ở vị trí LB này. Đây là một pha xử lý của cầu thủ Dembele, quá dẻo mọi người. Một pha xoay người và dứt điểm cực kỳ tinh tế của Dembele. Một con hàng rờ đúp mà phải nói là mang tới sức mạnh cũng khá là ấn tượng. Và với khả năng điều khiển của anh bạn thì đã có một bàn thắng uống mình tỷ số ở ngay cuối hiệp thi đấu đầu tiên rồi. Và trong hiệp đấu này thì Sir Kenny cũng đã thể hiện cái khả năng vượt trội của mình trong một pha xử lý cực kỳ tinh tế trong vòng cấm của đối thủ. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ bắt đầu vào hiệp thi đấu thứ hai. Trở lại với bài review dành cho Sir Kenny thì mình có một điểm ấn tượng khá là lớn dành cho phiên bản này của Sir Kenny, đó là khả năng chơi không chiến của cầu thủ này. Và đặc biệt là trong chế độ về tắc thì mọi người sẽ cảm nhận rõ hơn cái khả năng không chiến của cụ Sir Kenny này. Với những tiền đạo khác thì đây sẽ là một tình huống chọc khe rất là hay của Van Basten, khả năng mà thi đấu phối hợp cùng nhau, bộ đôi bên trên của mình đang hiểu ý nhau tới từng cm mọi người. Khi có bóng thì Van Basten lập tức phát hiện ra vị trí của Sir Dalit và sau đó là một tình huống chọc khe mà phải nói là đặt Sir Dalit vào cái thế mà đối mặt với thủ thành. Edison đã có một tình huống chủ động lao ra nhưng mà rõ ràng là Sir Kenny Dalit đã rất là bình tĩnh để có thể xoay bóng và loại bỏ luôn cả thủ thành khi đưa được bóng vào lưới. Khi đó đã là lưới trống rồi mọi người, tỷ số đã là 2-0 và là cú đúp bàn thắng dành cho Sir Kenny rồi. Nếu trở lại với cái phần so sánh với bộ ba tiền đạo Over 101 hiện tại thì phải nói Sir Kenny Dalit đem tới cái hiệu quả còn cao hơn. Mình vẫn đánh giá cao hơn cái mặt hiệu quả của cầu thủ này so với Eusebio nữa mọi người. Và nói về một phần về chỉ số tốc độ của Sir Kenny với chỉ số là 144 thì mình không thấy được cái chỉ số bứt tốc của cầu thủ này đúng với con số đó mọi người. Về phần chỉ số thì mình đánh giá thật sự là bút hơi quá đà cho bộ chỉ số đó rồi. Sự khả năng bứt tốc cũng như là đua kéo bóng của cầu thủ này đâu đó ở con số 130 cho chỉ số bay thôi. Đây là một tình huống mà trả lệ của cụ Kenny dành cho Van Basten mọi người. Khả năng phối hợp trong cái chỉ số ẩn là team player của Sir Kenny Dalit thì mình đánh giá khá là đúng mọi người. Cầu thủ này phải nói là chơi phối hợp với những vị trí CAM cũng như là vị trí những tiền đạo đá cặp thì phải nói rất là hoàn hảo. Vừa rồi tiếp tục một tình huống cắt bóng của Cucurella và đây là pha xử lý bóng cầm bóng của Kenny Dalit. Mọi người có thể thấy là vị trí đứng của Kenny Dalit ở đâu đó khoảng giữa sân luôn mọi người. Lùi rất là sâu trong mọi cái trận đấu luôn nha, gặp mọi cái đội hình luôn thì rõ ràng là Kenny Dalit đang sở hữu một cái vị trí đứng mà phải nói là rất là sâu so với vị trí trung phong. Và đây tiếp tục là một tình huống ra chân thể hiện cái bộ chân 5 năm của cụ này hoàn hảo đến mức mà phải nói là mọi người chỉ cần canh lực đủ lực thôi thì quả bóng bay rất là hiểm và rất là khó để cho thủ thành có thể đỡ được bóng. Đây là một tình huống mà dứt điểm từ ngoài vòng cấm bằng cái chân phải cực kỳ uy lực mọi người. Bóng đập xà ngang và đập đất thì Ederson chỉ có việc bay làm nền cho siêu phẩm thôi. Vừa rồi đã là cú hat-trick bàn thắng dành cho Sir Kenny rồi. Cú hat-trick bàn thắng và một đường kiến tạo nữa trong trận đấu này. Đây là một cầu thủ mà có thể gánh được mọi trận đấu trong chế độ head-to-head và rõ ràng là mọi người thấy là Sir Kenny Dalit thể hiện sức mạnh rất là vượt trội so với những cầu thủ trên sân. Khả năng thi đấu thì có vẻ hơi lùi sâu nhưng mà khả năng mà đem lại cái hiệu quả trong trận đấu thì cụ này đang thể hiện rất là tốt. Và đây tiếp tục là những tình huống xử lý bóng ở những phút cuối cùng của trận đấu này. Đây sẽ là một tình huống cắt bóng của Carlos Alberto. Liên tiếp là những tình huống mà phải nói là vào bóng cực kỳ ác ý của đối thủ mọi người. Không biết là anh bạn có phải đến từ Indonesia hay là không. Một pha xử lý skill của Sir Kenny Dalit, đáng tiếc là Ederson đã ôm gọn bóng rồi. Nếu xử lý skill nhanh hơn một chút thôi chắc chắn đã có bàn thắng thứ tư dành cho Sir Kenny trong trận đấu này rồi. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc lại trận đấu ngày hôm nay. 4 bàn thắng được ghi và cả đó là cú hat-trick của Sir Kenny Dalit. Anh bạn rút thẻ đỏ cho chính mình rồi, chắc chắn rồi. Trận đấu này thì anh bạn xứng đáng nhận đâu đó khoảng chừng 4-5 thẻ đỏ gì đó mọi người. Một trận đấu mà Sir Kenny Dalit đã thể hiện rất là rõ vai trò trên vị trí hàng công của mình. Bên cạnh những pha xử lý đầy hiệu quả cũng như là xử lý cực kỳ tốt bằng cả hai chân thì khả năng thi đấu lùi sâu rất là sâu của Kenny Dalit đã thể hiện được rõ ràng trong trận đấu này. Và đây là những cái bàn thắng highlight mà mình ghi lại ở những trận đấu khác. Đồng đội chỉ cần đưa cho cầu thủ Kenny Dalit này quả bóng thôi thì pha xử lý ở những pha kết thúc thì Sir Kenny Dalit xử lý rất là mượt mà, mọi người, xử lý tốt bằng cả hai chân và những pha xử lý skill của cầu thủ này cũng phải nói là cực kỳ mượt luôn. Để sở hữu được cái phiên bản này thì phải nói là giá trị kinh tế hoàn toàn tốt và giá trị hiệu quả thì mang tới cực kỳ cao, mọi người.
Những pha phối hợp với Van Basten thì hầu như trận đấu nào mình đá đều có bàn thắng dành cho bộ đôi tiền đạo này cả mọi người. Nhìn chung lại thì Sir Kenny Dalglish là một tiền đạo hoàn hảo trong cái chế độ head to head cũng như là manager mode. Mặc dù là một mẫu trung phong với lối đá lùi sâu nhưng mà mọi người hoàn toàn có thể xử lý bằng cách là đá hai tiền đạo cũng như là với sơ đồ có CAM sẽ tốt hơn với cái khả năng thi đấu của Sir Kenny Dalglish này, là một trong những tiền đạo mà phải nói là xuất sắc nhất thời điểm hiện tại rồi. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ vào với trận đấu với Tất để kết lại cái bài review của ngày hôm nay nha. Trong chế độ này thì trong cái video này thì mình sẽ đá tới tận 2 trận với Tất để mọi người cảm nhận rõ ràng hơn sức mạnh của Kenny Dalglish trong chế độ này. Đặc biệt là mình phải nói cực kỳ thích Sir Kenny Dalglish trong chế độ với Tất mọi người. Một cầu thủ hoàn hảo và chắc chắn là mọi người cũng biết rồi, trong chế độ này xử lý nhanh và xử lý tốt những cái cơ hội của mình thì sẽ giành cái tỷ lệ chiến thắng cao hơn. Và đặc biệt là những tiền đạo có bộ chỉ số 2 chân như một bộ chỉ số 5 năm như thế này, cho cả 2 chân thì một là một điểm cộng cực kỳ lớn dành cho Sir Kenny Dalglish trong chế độ này rồi. Một pha xử lý mà kiến tạo của Kenny Dalglish dành cho Dani Olmo. Trong chế độ vé tắc này là một trong những chế độ mà mình đánh giá rõ ràng nhất khả năng không chiến của Kenny Dalglish luôn mọi người. So với những tiền đạo khác như là Eusebio thì mình cũng đã trải qua trong một cái act khác rồi, cũng như là Ronaldo de Lima thì mình cũng đã làm bài review rồi. So với Kenny Dalglish thì khả năng không chiến với hai tiền đạo còn lại thì có vẻ nhỉnh hơn luôn mọi người. Mặc dù cái chỉ số thể hình của Sir Kenny Dalglish chỉ là 1m73 thôi nha. Mình khá là bất ngờ về cái chỉ số này. Mọi người cùng xem cái khả năng thi đấu của Kenny Dalglish trong chế độ vé tắc này với những tình huống không chiến nha. Còn những tình huống căng ngang kiểu như thế này thì thật sự quá đơn giản rồi, kiểu như là nhắm mắt sút cũng vào nữa mọi người. Nếu mọi người quen tay cho những tình huống xử lý skill thì những tình huống xử lý dứt điểm bằng cả hai chân này của Kenny Dalglish thì mang tới hiệu quả rất là tốt trong chế độ vé tắc. Đây tiếp tục là pha xử lý của Van Basten. Với những tình huống mà dứt điểm thẳng vào thủ thành như vậy thì chắc chắn là sẽ bị thủ thành cản phá rồi. Đó là những tình huống mà do fail chứ không phải là do khả năng dứt điểm của Sir Kenny Dalglish nha mọi người. Đây sẽ là một tình huống xử lý bóng của Carlos Alberto. Pha xử lý cũng khá là khéo mặc dù cầu thủ này vẫn có những tình huống xử lý xịt mọi người. Đây sẽ là tiếp tục cơ hội dành cho Dalglish phía bên trong. Với việc sở hữu bộ chân 5 năm thì rất là dễ dàng cho người chơi kiểu như anh em chúng ta, dứt điểm bên trái phải nào cũng đem lại hiệu quả cả mọi người. Đây là một pha căng ngang và không có một tình huống xử lý, sau đó là một tình huống giật gót rất là tinh tế của cầu thủ Kenny Dalglish trong vòng cấm mọi người. Dứt điểm phải nói là rất là đẹp mắt. Và đây tiếp tục là một pha ngã bàn đèn ở cuối trận nữa, mang về chiến thắng 9-5, cách biệt lên tới 4 bàn ở trận đấu này. Và những siêu phẩm của Kenny Dalglish trong chế độ vé tắc thì phải nói là mình khá là cuốn ở chế độ này thời điểm hiện tại. Và nếu anh em đang phân vân giữa bộ ba tiền đạo mà mình đã chia sẻ từ đầu video thì Sir Kenny Dalglish là một lựa chọn hoàn hảo mọi người. Về cả hiệu quả sức mạnh cũng như là hiệu quả về kinh tế thì đây là một lựa chọn phải nói là cực kỳ tốt thời điểm hiện tại rồi. Đây sẽ là trận đấu vé tắc thứ hai và trận này mọi người cùng xem khả năng thi đấu không chiến của Sir Kenny Dalglish nha. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm rất là tốt. Nếu về nói về khả năng chọn vị trí thì trong chế độ vé tắc này mình đánh giá khá là cao Kenny Dalglish. Mặc dù trong chế độ head to head thì mình vẫn chưa thật sự đánh giá cao lắm cho chế độ mà chọn vị trí cũng như là chạy chỗ của cụ này. Ở cái mức phải nói là tốt thôi chứ phải nói là xuất sắc lắm trong chế độ head to head, nhưng mà trong chế độ vé tắc này thì hoàn toàn khác mọi người. Khả năng chọn vị trí trên hàng công của Sir Kenny Dalglish rất là ấn tượng. Và đây tiếp tục là lại là một tình huống không chiến khác của Kenny Dalglish. Không biết là mọi người đang chơi Sir Kenny Dalglish mọi người có cảm nhận được không chiến của cầu thủ này vượt trội so với những cầu thủ khác hay là không? Chắc có lẽ đây là một cầu thủ với thể hình thấp bé 1m73 nên được cầu EA Sports bút cho cái khả năng đánh đầu mọi người. Đó là cái cảm nhận riêng của mình thôi nha. Đây sẽ là một tình huống tiếp theo của Sir Kenny Dalglish. Những tình huống dứt điểm bóng đi vào góc chữ A rất là khó để có thể kiểm soát. Khi ra chân thì chắc chắn là Sir Kenny Dalglish đem tới rất là nhiều khó khăn dành cho thủ thành mọi người. Những pha dứt điểm phải nói là rất là hoàn hảo luôn. Và trong chế độ vé tắc này là mình đánh giá không có số điểm nào cao hơn với số điểm 10 nữa cả. Số điểm 10 tuyệt đối dành cho Sir Kenny Dalglish trong chế độ vé tắc này. Và với hai chế độ còn lại là head to head cũng như là manager mode thì mình chấm số điểm là 9.5 cho cụ huyền thoại của Scotland nha mọi người. Với số điểm này thì phải nói đây là một cụ huyền thoại mà mang tới một cái điểm sáng rất là lớn trên vị trí hàng công nếu so với những huyền thoại Eusebio và Ronaldo với giá trị khá là cao. Thì đây là một lựa chọn phải nói là cực kỳ, mình phải nói là rất là khuyến khích mọi người mua Sir Kenny Dalglish về có thể đá, đem lại cái over cao cũng như là hiệu quả tối đa. Và hình ảnh của Kenny Dalglish có phần rất là giống Johan Cruyff mọi người, không biết là mọi người có thấy như vậy hay là không. Và đó là tất cả những cái cảm nhận, chia sẻ và đánh giá chi tiết của mình dành cho cụ Kenny Dalglish này.
Anh em khi xem video thì có cảm nhận giống mình hay là không? Anh em đối đầu và cảm nhận như thế nào và đang sử dụng cũng cảm nhận riêng như thế nào về Kenny? Mọi người có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình vào phần bình luận bên dưới nha. Và anh em xem đến đây cũng đừng quên ủng hộ mình bằng một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực làm video hay hơn mỗi ngày. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Chúc mọi người có một ngày mới thật sự nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh.